Bạn của bà con ở đây thì gặp vô cùng khó khăn. Trẻ em thì đến trường thì là thiếu dụng cụ học tập, còn người dân thì thiếu lương thực, đặc biệt là gạo và những cái nhu yếu phẩm. Satuki. Thank you. Yeah, Magana, at Godak, Saturday, Godak, thing, Beva, Udal Kamata, at Godak, Nathan Berry, Gakoma, make a Vatino, Peter, Itavada, Saturday. Cô rất là vui khi được người Việt Nam mình giúp đỡ, cô rất là hoan hỉ. Con phân chia rồi nói tiếng cười, cùng nắm tay ta về đền trường ai, trao cho nhau những lời tin ta, trao cho nhau những lời tin ta. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ và em Phong Bùi đang có mặt tại quốc đảo Sri Lanka. Và nơi mà Bùi Hồ đang đứng là ngôi chùa có tên là Thiện Viện Trúc Lâm. Và đây là một ngôi chùa duy nhất ngay tại Sri Lanka. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bùi cũng như là quý mạnh thường quân phát tâm hỗ trợ bà con ở đây những hoàn cảnh khó khăn, dùng với những cái phần quà là nhu yếu phẩm và gạo, thì tổng cộng là 67 phần nhu yếu phẩm và gạo và 50 phần dụng cụ học tập cho các em học sinh. Và cũng trước khi phát quà thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền đã ủng hộ 30 triệu đồng để phát phần quà cho các cô các chú ở đây. Và cảm ơn em Phong Bùi đã đồng hành với Bùi Hồ để cho bà con ở đây có thêm một cái phần nào đó đỡ vất vả hơn trong cuộc sống. Thầy ơi, thầy có thể chia sẻ cho con thêm và cô bác quý anh chị hiểu thêm tí xíu về cuộc sống của các cô chú ở đây sau khi trải qua một đợt đại dịch và khủng hoảng kinh tế ngay tại Sri Lanka thì như thế nào hả thầy? Thầy chào con. Thì Sri Lanka là một đảo quốc mà có rất là nhiều cái khó khăn. Đầu tiên là Covid 2 năm, sau đó là về khủng hoảng, rồi sau đó cái hiện tại hôm nay là vẫn còn rất là khó khăn và lạm phát. Nên là tình trạng của bà con ở đây thì gặp vô cùng khó khăn. Trẻ em thì đến trường thì là thiếu dụng cụ học tập, còn người dân thì thiếu lương thực, đặc biệt là gạo và những cái nhu yếu phẩm. Có nhiều trẻ em đến trường hay là gia đình thì sẽ cắt giảm những cái phần ăn. Thì hôm nay thì rất là cảm ơn con và bạn Phong Bụi đã đến đây và chia sẻ những cái phần quà quý báu này để đến với bà con. Vì đây là những phần quà thật sự mình nói là phần quà cứu đói, rất là quan trọng đối với cái người dân ở đây và đặc biệt là những người dân ở xung quanh Thiện Viện Trúc Lâm. Và ngày hôm nay thì có tổng cộng là 67 phần quà cho bà con ở đây, thì gồm có 5 kg gạo và nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá tương đương với lại 3.000 rupee, khoảng 260.000 tiền Việt Nam. Và đây là 67 phần quà này trị giá tương đương với lại 700 USD từ em Phong Bùi và mạnh thường quân của Bùi Hồ, đó là chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền. Thầy ơi, thì đa số bà con ở đây là theo đạo Hindu hết hả thầy ạ? Đa số là cái vùng của ở Thiện Viện là khoảng 75% là người theo đạo Hindu, 25% là cái Phật giáo. Thì đó là các con thấy là các cô chú đến đây là đa số là khoảng 60% là theo đạo Hindu. Với tôn chỉ của Phật giáo thì không phân biệt là màu da, sắc tộc hay là tôn giáo, mà mình dùng cái tình yêu thương của mình để mà ban rải khắp nơi. Miễn sao mà cô chú vượt qua được những cái lúc khó khăn là đó là niềm vui, đúng không thầy? Thì chắc có lẽ là mình sẽ không đợi cho các cô, các chú ở đây đợi lâu. Và cũng như các bé nhỏ nữa thì mình sẽ phát quà cho các cô chú và các bé ha thầy ha. Thưa với cô bác quý anh chị, phía bên đây là 50 phần dụng cụ học tập ha thầy ha. Đây mở ra cho các cô chú xem ha. Thầy cũng đã trang bị gồm có là
bốn quyển vở. Ở trong đây có một cái cây cây thước, cây thước ha. Ở đây có cây bút, bút bi thì có được đây có được một cục gươm, một cây bút chì, một cây thước và hai cây bút bi. Đây bọn bé sẽ nhận như vậy, với lại một cái tép, tép này tiện lắm, để các bé đi học, các bé có thể mang đi học được. Dạ, các bé ở đây thì đến trường học như thế nào và có khó khăn lắm không thầy? Thực ra là các bé phải đi học rất là xa. Dạ. Có thể là 5 giờ là các bé phải đi ra trạm xe bus để đi xe bus lên trường, lên candy. Dạ. Và rồi tới 3 giờ chiều thì các em sẽ về lại nhà. Thì trước khi đi học thì ba mẹ sẽ chuẩn bị một phần cơm buổi sáng và cứ một phần cơm buổi trưa cho các em. Dạ. Và đôi khi thì thầy có chia sẻ, đôi khi các bé đến trường mà không có đầy đủ dụng cụ học tập thì các bé lại bỏ ngang. Chia sẻ thêm một tí xíu thì con được biết đến thầy cũng như ngôi chùa của mình có hỗ trợ phần học bổng cho các em. Thầy có thể chia sẻ thêm cho cô bác anh chị được biết ha. Ở Thiền viện mình thì trong giai đoạn này thì Thiền viện có phát những cái học bổng cho trẻ em. Thì hiện nay là có khoảng 20 cái học bổng, thì trong đó là có 4 học bổng là cho sinh viên đại học và 16 học bổng là cho học sinh. Học sinh thì các bạn sẽ nhận được là mỗi tháng là 5.000 ruby và 10 kg gạo. Còn các bạn sinh viên thì các bạn sẽ nhận được 10.000 ruby và 10 kg gạo. Việt Nam, nếu mà tính Việt Nam thì mỗi tháng là các em sẽ nhận được khoảng 600.000 Việt Nam mỗi tháng. Thì cái phần này các em sẽ đi học, đi lại và cũng như là đi học thêm. Thì những cái học bổng này sẽ giúp ích cho các em rất là nhiều trong cái giai đoạn của đất nước đang khó khăn. Và thưa với cô bác quý anh chị, nắm được tình hình đó đó thì chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền ở Sài Gòn cô ủng hộ 20 triệu thì một phần thì sẽ mua những cái dụng cụ học tập như thế này, và phần còn lại thì sẽ chuyển khoản cho thầy để làm một cái quỹ học bổng để nuôi dưỡng ước mơ cho các bé ngay tại đất nước Sri Lanka còn khó khăn như thế này ha thầy ha. Dạ mô Phật. Dạ bây giờ chắc mời các bạn trẻ để mà lên phát dụng cụ học tập. Con đưa đi rồi thầy sẽ phát. Đây con đưa đi, thầy sẽ bạn sẽ coi. Rồi, cơm phu. Rồi, xúc mặt tư. Very good, yeah. Yeah. Ôi. Con phát luôn đi. Yeah. Very good. Rồi, cho con nha. Cắn. Nhanh lên con, nhanh lên. Rồi. Rồi, cho con nha. Cho con. Rồi. Cảm ơn. Rồi. Con. Xong rồi đó. Xong rồi. Ok. Chuyển qua. Dạ, chuyển qua. Dạ, đây. Rồi, đi ra luôn đi rồi. Satuki. Yeah.
Con phát đi, con phát. Dạ, dạ. Satu ti. Satu ti. Super. Slowly, slowly. Super. Chăm phát tiếp các bạn luôn. Dạ. Rồi, xúc bạch kè. Thank you. Sao tụi phi? Đồ đạp, sao tụi tôi dạ phèo em đi. Đồ đạp phi. Đồ đạp phi. Cảm ơn. Cảm ơn. Xúc bạch kè. Thank you. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Tí xíu thầy hỏi có một cô này hỏi phỏng vấn tí xíu. Con muốn con đi phỏng vấn không? Dạ. Con ơi. Thầy dập cho dạ. Nói đi con. Nói problem là cái này, ở Godak sao tụi tôi nói. Godak thì bé vai cứ đau cảm ở Godak. Nên very good. Có mà mẹ cái vắt đi nó bị thế. Ít ít vada sao tụi tôi. Con rất là vui khi được người Việt Nam mình giúp đỡ, cô rất là hoan hỉ ạ. Dạ. Cuộc sống của cô hiện nay là gia đình sống bằng nghề gì, có bao nhiêu người con? Gia đình cô có 5 người, nhưng hiện tại cô đang làm nội trợ. Hai năm qua thì đất nước Sri Lanka khó khăn này, cô gia đình của cô nó gặp khó khăn nhiều không? Mẹ Aurudi là Covid Aurudi cái tiếp bận ấy, đa số thì cái gọi là món ăn tiếp bận cái này rất là khó khăn, nhưng mà không sao, tại vì ở chùa mình có đã giúp đỡ người dân ở đây. Mỗi một ngày thu nhập gia đình của cô là bao nhiêu tiền, và chi phí để sử dụng hàng ngày là bao nhiêu? Đến sau mà nên là về đỡ sau mình phải đi kia không biết nói gì nữa. Vậy mà khi ăn được bé thì các vay nó khá là thế, mà ăn được bé là sao đó mình fit set này cái tấm áo của mình đẹp không? Cho đẹp chứ. Cô không thể đi ra được tại nhưng ngoài đi ra ngoài đẹp. Lâu mưa thì ngày mưa thì cô cũng đi kiểu hơi khó khăn.
Cô cảm thấy rất là vui đúng không? Thể hiện trên cái gương mặt. Mặc dù là đây là những cái phần quà nó không quá lớn, tuy nhiên đây là những cái tinh thần của người Việt của mình dành cho cô chú còn gặp khó khăn ở đây. Cũng mong rằng những cái phần quà như thế này sẽ giúp cô chú một phần nào san sẻ những cái yêu thương tình đùm bọc của nhân loại với nhau thầy ha. Dạ thầy có muốn nói lời nào thầy ha? Hôm nay thì con và bạn phục vụ đến đây thì đúng là mang lại rất là nhiều cái niềm vui cho người dân ở đây. Thì đúng là một đôi khi một có một miếng khi đói một món một miếng khi đói bằng một gói khi no, và trên cái tinh thần là lá lành đùm lá rách mà hôm nay thì các bạn đã đến đây và làm được những công việc này thì thay mặt cho thầy viện Trúc Lâm thì thầy vô cùng biết ơn, rất là biết ơn các bạn, tại vì các bạn còn rất trẻ mà các bạn đã đi đến đâu là các bạn kết nối được nhiều những cái mạnh thường quân mà giúp đỡ, và đặc biệt là ở Sri Lanka, một đất nước đang còn gặp rất là nhiều khó khăn. Và thưa với cô bác của anh chị á, là thầy đến đây thì không những là thầy giúp đỡ những cái hoàn cảnh như thế này mà thầy dạy luôn cho các bạn trẻ biết được tiếng Việt và có thể là hát những bài hát tiếng Việt. Và trước khi kết thúc đoạn clip này, chắc có thể lẽ nhờ thầy gửi các bạn để hát một cái bài hát bằng tiếng Việt, để cũng như là thay mặt để gửi tặng cho các cô chú cũng như là em Phong Bụi. Dạ. Ok. Dạ. Các con ơi, mời các con ra đây hát. Children come here. Bây giờ các con hát bài Bốn Phương Trời nha. Rồi. 2, 3. Bốn phương trời ta về đây chung vui, con phan xia soi nói tiếng cười, cùng nắm tay ta về đền trường ai, trao cho nhau những lời tin ta, trao cho nhau những lời tin ta. 2, 3, 4. Bốn phương trời ta về đây chung vui, con phan xia soi nói tiếng cười, cùng nắm tay ta về đền trường ai, trao cho nhau những lời tin ta, trao cho nhau những lời tin ta. Nói vòng tay lớn luôn nha. Rồi, 2, 3, nói vòng tay lớn. Dừng nói sân tay nói lại biết xa, ta đi vòng tay đến mai để nói sân hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mưa như bao cát quê con rơi rừng. Bàn tay ta nắm nơi tròn một tôn Việt Nam. Còn ai xóa đêm vui nơi này, dòng nó nói con tim đôi lời. Dục tình này trong ngày mai, thành phố nói thêm sao vời vời. Nơi chết nơi liên tin vào đời, và nụ cười nói trên môi. Từ bác cô năm rồi liền nắm tay, ta đi từ đất hóa mưa hết nỗi đời. Vượt Tết treo lên tay ta vượt đêm, từ quê nơi đất phố lên nắm tay nỗi nhìn. Biển xanh xanh lắm nơi rồi một đồng tuyệt sinh. Có ấn tượng nhất là cái bài hát về mẹ, vì đo đó rằng khi xa quê hương hoặc là đi đâu thì người mà nhớ nhất đó cũng là mẹ của mình. Dạ, và thầy thì cũng đã xa Việt Nam 10 năm ra đây. Khi nghe các bạn hát mà Bùi Hồ em Phong Bùi cũng cảm thấy rất là xúc động. Để con mời thầy để mình bây giờ mình hát bài Mẹ Yêu Ơi nha. Dạ. Rồi có con hát lớn hát rõ lên nha. Rồi 2, 3. Mẹ là buồn thay, ôm mà con có như này đấm. Mẹ là dâm xâm, để con đã má chưa em. Mẹ là thầm chê, chê bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê, để con vui với con xìu. Mẹ là bần tần, để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao, để con nuôi vào bao nhiêu. Mẹ là tình yêu, chỉ bóng con như thành con.
Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ đến người. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phát sáng của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những ngày luyện lũ vì con. Đó là con luôn tao yêu. Con yêu mẹ là mẹ ơi. Mẹ có bà thấy nè. Ừ, bà là đời. Cũng không biết nói gì hơn. À, những ngày ngay tại đất nước Sri Lanka thì con và em Phong Bùi cũng như là các bạn đã nhận được sự giúp đỡ của thầy cũng như là quý thầy ở đây. Không ngờ là thầy trò mình, những con người Việt lại có mặt ở tại một cái quốc đảo xa xôi như vậy. Thì anh em của tụi con á, cũng xin chúc thầy có sức khỏe dồi dào và gặp an lạc, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ. Thầy cũng thay mặt cho thiền viện Phúc Lâm cũng chúc cho các bạn tiếp tục cái hành trình này, tại vì thấy cái hành trình của các bạn đi rất là ý nghĩa, đến đâu là mang lại rất nhiều cái niềm vui cho mọi người và những cái suy nghĩ tích cực và những hành động tích cực này sẽ lan tỏa được nhiều người trên thế giới, đặc biệt là người Việt của chúng ta. Dạ, cảm ơn. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn em Phong Bụi, cảm ơn chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền đã đồng hành và với buổi hội trong những cái hành trình. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn.